Ba con giáp may mắn nhất tháng cô hồn, tránh được vận xui, gặp thời đổi vận, giàu sang bất ngờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp bước vào cái tháng 7 âm lịch với những cái lo sợ, lo lắng bất an đó. Ai cũng nghĩ tháng 7 âm lịch sẽ là cái tháng cô hồn, sẽ là cái tháng của mọi điều xui xẻo, mọi cái tai ương nó cũng sẽ ập đến. Đó. Và với những con giáp sau đây cũng vậy, họ cũng đang rất lo lắng. Đó. Và bất an trong cuộc sống của mình trong cái thời điểm này. À, tuy nhiên ấy, nếu như một cuộc sống từ đầu năm đến giờ mà quý vị cũng cảm thấy là khó khăn bế tắc nhiều ấy, thì quý vị hãy để theo dõi chương trình ngày hôm nay Biết đâu quý vị lại thuộc một trong ba những con giáp cực kỳ may mắn Có tên trong chương trình ngày hôm nay Và sẽ bứt phá cái tháng cô hồn một cách là ngoạn mục Bằng cái nghiên cứu của Tử Thông ấy, Tử Thông cũng vừa mới gì tính toán và luận giải chi tiết cho quý vị Đấy, Dựa vào thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là các sao chiếu mệnh để tính toán cho quý vị biết là trong cái tháng 7 lịch sẽ có ba con giáp may mắn nhất đó là con giáp nào đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là trong cái tháng 7 lịch năm 2024 này có ba con giáp nhờ vào cái tài năng nhờ vào cái đức độ mà được ơn trên được bể trên đỡ đầu à, từ đó họ cũng sẽ thanh trừ được những cái khó khăn do cái tháng cô hồn nó mang lại à, tránh xa được cái cô hồn dã quỷ và giải thể tất cả những cái vận đen vận xuôi. à, trong thời gian này họ là những con giáp đắc tài đắc lộc giàu sang phú quý ngập tràn vậy đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đến cuối video để chúng ta có thể nắm bắt rõ và chúc mừng được những con giáp may mắn này quý vị nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn ấy, thì đó chính là những người tuổi tỵ nhé. Một những người tuổi tỵ. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái tháng cô hồn này ấy, thì những người tuổi tỵ là những người mà có vận đỏ như son, có, thể là đổi đời ngoạn mục phất lên, giàu có khó ai mà có thể sánh bằng. À, từ từ xưa đến nay ấy, thì chỉ có đức năng mới thắng được số năng ở đây có nghĩa là năng nổ năng lực là chuyên cần và cái sự chăm chỉ là cái sự nhiệt huyết là cái sự bền bỉ nỗ lực không ngừng để cải thiện bản thân và cũng sẽ khiến cho họ mới có thể là gì đổi vận mà đi lên đấy còn đâu mọi thứ đều tuân theo cái quy luật nhân quả thì ai đáng được hưởng gì thì hưởng đó ai đáng bị phạt gì thì phải chịu cái đó đấy vì một kiếp nhân sinh nó vốn là một cái cuộc hành trình để chúng ta có thể trải nghiệm cái hồng trần thấm đời thấm đạo, gọt những cái xấu và gì đi theo cái hướng đến tâm đạo. Đấy, nên khi gặp khó khăn, hiểm khích gì thì quý vị đừng có một buông xuôi, hãy cứ tiếp tục cống hiến và tin tưởng vào cái giá trị của bản thân. Những người tuổi tỵ thì là những người mà biết thích nghi, dám trải nghiệm, sớm hay muộn thì cũng sẽ chạm được cái đích đến đến cái sự thành công và đặc biệt trong cái tháng 7 âm lịch này họ cũng đạt được những cái thành công rực rỡ hầu hết những người tuổi tỵ đều là những người mà có cái tính cách bảo thủ và khá là truyền thống họ gây ấn tượng với mọi người bằng cái hình ảnh của sự bền bỉ trung thực và cái sự siêng năng của mình à với những người tuổi tỵ thì họ rất ít khi sợ hãi trước bất kỳ cái khó khăn hay là cái gian khổ nào cả à, họ là những người kiên trì nhưng mà bướng bỉnh thận trọng nhưng mà do dự cái tính thất thường nó sẽ khiến cho những người tuổi tỵ hành động chậm chạp đấy à, một khi mà họ đã đưa ra quyết định thì những người tuổi tỵ sẽ kiên trì đến cùng thận trọng và cẩn thận trước khi hành động thì họ sẽ cân nhắc rất là lâu cái tính ổn định và đặc điểm khác trong cái tính cách của họ à, vì họ rất ít khi bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi của cái môi trường và cái sự phán xét của những người khác với niềm tin và cái ý chí kiên cường thì những người tuổi tỵ có thể là gì thực hiện được cái mục tiêu của mình trung thực và kiên nhẫn họ là những người mà người bạn đồng hành và là những người bạn đáng tin cậy bên cạnh đó họ rất độc lập và cần cù cái điều này khiến cho họ dễ dàng đạt được những cái điều gì mà mình mong muốn khi xử lý các công việc thì những người tuổi tỵ sẽ sắp xếp mọi thứ một cách trật tự họ dành nhiều cái sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình hiếu thảo với cha mẹ dịu dàng với anh chị em họ hàng và họ là những người mà yêu hòa bình và đối xử bình đẳng với mọi người. Một trong những cái điểm yếu của những người tuổi hoặc tuổi tỵ đó chính là cái tính bướng bỉnh. Họ khó có thể thay đổi được cái suy nghĩ để mà chấp nhận những cái lời khuyên của những người khác và họ thường là những làm và họ thường làm mọi việc trên cái tốc độ chậm của họ. Cái việc thiếu hiệu quả cũng sẽ dẫn đến một cái kết quả trung bình và những người tuổi tỵ có vẻ là cái thất thường thực sự cáu kỉnh đấy khó chịu và cáu kỉnh do cái độ cứng nhắc đặc trưng của của những người tuổi tỵ, à, chúng không thể phản ứng một cách lại chính xác theo những cái thay đổi bên ngoài được. À, còn ở cái thế bị động thì họ có xu hướng là lỏng lẻo và vụng về. Ở à, trong các mối quan hệ, họ là những người có cảm giác lãng mạn và không có kỹ năng để mà lấy lòng người yêu. À, cái bài phát biểu của họ cũng sẽ gì? Căng thẳng. Đấy. Cái bài phát biểu của họ cũng thẳng thừng và họ có thể không quen với cái việc là nói trước đám đông, cái điều này sẽ khiến cho họ khá là lo lắng. À, sự nghiệp của những người tuổi tỵ phát triển khá là ổn định và thuận lợi. Với cái sự bền bỉ và cái ý chí, thì họ có thể là gì? giữ vững cái tinh thần phấn đấu ở trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn, giúp gặt hái được nhiều cái thành công. bằng cách duy trì lâu dài trong một cái ngành nghề, họ có khả năng là được thăng chức và nhận được cái mức lương cao. À, vì cái năng lực của họ cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên công nhận. À, cái việc khởi nghiệp thì tài năng của họ cũng sẽ được phát huy hết tác dụng nhìn chung ấy họ là những người mà có thể hoàn toàn hoàn thành một cái điều gì đó bằng cái sự chăm chỉ của mình à, tuy nhiên ý, những người tuổi tỵ thì cần đề phòng đến cái sự ghen tị của người khác và cần phải học cách linh hoạt hơn để mà đối phó với những cái bất lợi này quý vị nhé vậy thì trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này đó thì sự nghiệp của những người tuổi tỵ sẽ thay đổi như thế nào à, thưa quý vị khi mà dựa ở các cát tinh hung tinh và luận đoán chi tiết về cái vận trình của những người tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch thì chúng ta thấy rằng gia chủ đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Lúc này thì quý vị nên tiếp tục hoàn thiện những gì mà mình đang làm tốt và tránh để gì xảy ra sơ sẩy vào những cái miền đất lạ. Đây không phải là cái thời điểm tốt để các bạn ký kết những cái thỏa thuận mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cái cách làm việc của bạn, nhất là khi mà lại có một vài cái hung tinh nó cũng đến nó cũng cảnh báo đấy có tiểu nhân quấy phá và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người tuổi tỵ. À, những cái rắc rối có thể xuất hiện dưới cái dạng là kiện tụng hay là tranh chấp về pháp lý. Thời gian này thì các bạn nên giữ kín một số cái bí mật trong kinh doanh của mình, tránh cái việc vô tình tiết lộ cho kẻ xấu để cho họ nhân cơ hội để mà gây ra cái tai họa cho mình quý vị nhé. Thì ngoài ra những người tuổi tỵ cũng cần phải nhớ rằng, xung quanh các bạn vẫn còn có rất nhiều người tốt bụng. À, sau đó gì quý vị có thể là gì đừng có để bản thân rơi vào cái tình trạng là quá nhạy cảm khiến cho phản ứng nó vượt khỏi cái tầm kiểm soát nhá quý vị cứ cứ bình tĩnh và luôn luôn chủ động trong mọi cái tình huống quý vị nhé à thưa quý vị vậy thì vận trình tình duyên gia đạo của những người tuổi tỵ thời gian này lận đận khó khăn hay là phát triển như thế nào à thưa quý vị nói chung ấy trong cái tháng 7 âm lịch này do được cục diện là tỵ và thân là lục hợp vậy nên là nó hứa hẹn đây là một cái tháng mà tràn đầy cái hy vọng cho những người tuổi gì? tuổi tỵ. Vì thế, quý vị hãy chủ động hơn nữa trong các mối quan hệ. Cái cục diện lục hợp nó bật đèn xanh cho những người tuổi tỵ đang còn e ngại mà chưa dám tỏ tình trong thời gian này. Thì quý vị hãy là gì? chủ động tấn công. Các bạn cũng dễ đạt được cái thành công nếu mà bày tỏ cái tình cảm của mình trong thời gian này. Thì có thể nói, sau những cái sóng gió thì lại báo hiệu những cái tín hiệu tích cực về cái phương diện tình cảm đối với những người tuổi tỵ cũng sẽ giải tỏa được những cái lo lắng đang ngự trị ở trong lòng bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua. À, những cặp đôi cũng sẽ rất dễ đón cái tin vui về cái chuyện bầu bí, cưới hỏi trong cái thời gian này. Nhưng mà quý vị nên để thời gian sau sẽ tốt hơn nhé. Nhìn chung ấy, dù là tin gì thì cũng mang lại cho các bạn nhiều cái năng lượng tích cực hơn. Đấy, à, gia đạo thì cũng hài hòa nhưng mà vẫn phải chú ý đến các mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu thì nó vẫn chưa được hòa hợp lắm. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là liệu sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong cái tháng 7 âm lịch tháng Nhâm Thân, tháng cô Hồn này? thì có gặp nguy hiểm gì không? À, thưa quý vị, à, theo luận đoán về tử vi tháng 7 âm lịch thì sức khỏe của những người tuổi tỵ trong thời gian này có vẻ khá là tốt, dễ đạt được cái cân bằng đấy như mà các bạn mong muốn. Thì ngoài ra các bạn cần phải tránh thức khuya khiến cho cơ thể nó bị mệt mỏi và sáng hôm sau các bạn nhé. Cái giấc ngủ và cái sự nghỉ ngơi là cách tốt nhất để mà phục hồi lại cái sức khỏe. Vậy nên quý vị hãy đảm bảo được ngủ đúng giấc đủ giấc trong ngày. À, thường xuyên giải lao vào những khoảng thời gian nghỉ để tăng cường cái sức khỏe và tăng cường cái khả năng tập trung của mình hơn nữa cái thời điểm này lục phủ ngũ tạng cũng hoạt động là mạnh hơn đặc biệt là dễ bị tổn thương Đấy. từ đó thì ảnh hưởng đến cái huyết quản và cái tim thận vậy nên quý vị cũng hãy gì chú ý nhé quan tâm đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn à tránh để cho cái tình trạng sức khỏe nó bị suy giảm quý vị nhé nói chung ấy trong cái tháng 7 âm lịch là cái tháng mà cũng khá là, khá là tốt với những người tuổi tỵ Vậy nên những người tuổi Tỵ cũng hãy cứ tận dụng thời gian này để tạo dựng thêm những cái mối quan hệ. Cái tháng 8 nó là tháng quý dậu cũng là một cái tháng khá là may mắn đấy. Thì quý vị cứ chuẩn bị cho mình một cái cái nền tảng vững chắc trước để mà bứt phá sang tháng 8 thì cái cơ hội nó đến quý vị cứ tha hồ mà hốt vàng hốt bạc của thiên hạ quý vị nhé Và bên cạnh đó để tăng cường thêm cái may mắn cho mình được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những gia chủ tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên và con giáp may mắn thứ hai trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn ấy thì một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi thìn là con giáp may mắn thứ hai và những người tuổi thìn trong cái tháng 7 âm lịch cũng sẽ được gì thần tài chiếu mệnh thoát khổ giàu to cả họ được nhờ. À, thưa quý vị, khi mặt trăng và mặt trời xoay quanh cái bản mệnh thì cái chính là cái thời điểm mà chín mùi của nhân sinh để mà phát triển cái thành tựu của mình. Cái ánh trăng mặt trời cũng sẽ cung cấp đủ cái chất dinh dưỡng, đủ cái năng lượng đấy à, cho đường đi lối lại và cung cấp đủ cái may mắn thuận lợi cho những người tuổi thìn trong thời gian này. Và với cái vận trình của những người tuổi thìn trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 này thì đây cũng là một cái thời điểm đâm hoa kết trái rực rỡ bởi những cái thành tựu đấy. À, sau đó là những cái may mắn cũng sẽ đến khiến cho quý vị là gì? Cứ tiếp tục mà tiến bước đấy. À, tiền bạc thì thoải mái chi tiêu, nghỉ ngơi, ăn chơi gọi là trả thù đời, hưởng thụ cho bỏ những cái năm vất vả trước đó. Đặc biệt là năm nay bị phạm Thái Tuế. Dù là nam hay nữ thì những người tuổi Thìn cũng đã đạt được cái độ chín về cái đường đi nối lại trong cái công việc. À quan hệ thì cũng có gì được cái mạng lưới xuyên suốt và có cái sự ổn định về cái tư duy. Và quý vị cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái sự khống chế buồn bực trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này. Và đặc biệt trong tháng 7 âm lịch tới đây ý, cũng là một cái thời điểm mà uh, thiên thời địa lợi và quý vị cũng sẽ gặt hái được những cái thành công nhất định trong cuộc sống à, những người tuổi thìn là những người biết kiên định thường là những người mà gì bỏ ngoài tai gạt bỏ những cái vấn đề xung quanh Đấy. À, họ sẽ không nhân nhượng không ôm đồm và những cái kẻ mà không xứng đáng đồng hành với mình lâu dài những người tuổi thìn là những người mà đáng là tin cậy họ có một cái trái tim vô cùng tự do à, những người này có cái niềm tin rất lớn về chính bản thân mình những người tuổi thìn thì mang tính cách là vị tha trong sáng khá là rụt rè và hay ngại ngùng nhưng những người này thì có đủ cái sự nhiệt tình và cái sức mạnh để mà đảm nhận những cái nhiệm vụ khó à, họ có đủ cái khả năng và cái trí tuệ cũng như là cái kỹ năng của mình để mà xử lý những cái việc tưởng chừng như không ai có thể làm nổi và họ không tốn quá nhiều công sức để mà hoàn thành cái nhiệm vụ vì họ thường tập trung vào cái cốt lõi của vấn đề và nắm cái bản chất của nó rất là nhanh những người tuổi thìn cũng khá là bảo thủ không thích chia sẻ luôn cẩn thận che giấu cái cảm xúc của mình họ giỏi giao tiếp thích những cái thách thức lớn à, với cái tính cách này của những người tuổi thìn ấy, thì họ thích suy nghĩ về những cái vấn đề lớn lao cao đẹp chứ không chỉ để trong cái tâm trí ở những cái chuyện bình thường tầm thường họ quan tâm đến cái lợi ích và cái quyền lợi dễ có cái cơ hội để trở thành những người quản lý giỏi và những người tuổi thìn thường có cái đầu óc tổ chức và cái năng lực quản lý giỏi họ luôn biết cách giải quyết cái vấn đề hợp lý chính vì vậy mà họ sẽ có rất nhiều cái cơ hội cũng như là gì à, thể hiện được cái bản lĩnh của mình khi thử sức ở những lĩnh vực lớn hoặc là trong các những cái vị trí chủ chốt quan trọng ngoài ra cái tính cách hoạt bát của những người tuổi thìn kết hợp với cái ý chí cái lòng dũng cảm cũng sẽ giúp cho họ dễ dàng vượt qua được cái khó khăn và tiến nhanh đến cái mục tiêu của mình dường như là họ sinh ra để trở thành những người làm chủ ở bất cứ cái lĩnh vực nào thì họ cũng được tín nhiệm và được đề bạt lên cái vị trí này. Họ luôn cố gắng hết mình để mà làm tốt nhiệm vụ và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp những cái lúc khó khăn. À, tuy nhiên, à, đây cũng không phải là những người mà dễ tính. Cái sự thẳng thắn và cái sự ưa nguyên tắc có thể khiến cho cấp dưới cảm thấy là gì nghẹt thở, khó chịu. Họ không ngần ngại ép buộc nhân viên phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Bất cứ những người nào chống đối hay là làm làm việc không theo nguyên tắc ấy, thì đều nhanh chóng bị sa thải. À, những người tuổi thìn ít khi cam lòng, an phận với cái vai trò là cấp dưới. Họ luôn tìm kiếm cái cơ hội để cố gắng hết mình để mà vươn lên cái vị trí cao hơn. À, những người tuổi thìn thì thường cảm thấy không được tự tin khi mà nói chuyện về cái chuyện tình cảm ấy. Họ thường hay do dự trước hôn nhân. Họ luôn băn khoăn rằng nếu mà gì kết hôn với một người nào đó thì liệu cả hai có tâm đầu ý hợp hay không trong suốt cái quãng đời hay là xảy ra những điều bất chắc và họ cũng sẽ không chịu bất cứ cái trách nhiệm gì về cái mặt tình cảm trừ phi điều đó thuộc về cái phạm vi nghĩa vụ và cái trách nhiệm của họ. À, với cái tính cách như vậy thì liệu thần tài có ban phát lộc lá cho những người tuổi tuổi thìn trong cái tháng 7 âm lịch tháng cua hồn này hay không? Đấy, thì quý vị tiếp tục theo dõi nhé. À, thưa quý vị à, xét về cái phương diện tài lộc, sự nghiệp của những người tuổi thìn trong thời gian này thì được, cũng được dự báo là có nhiều cái bước tiến triển lớn một khi mà các bạn đã rất toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu ấy, thì ắt sẽ được bội thu quái quả quá ngọt. Cái cục diện thân tí thìn tam hợp trong thời gian này, nó cũng là một cái cục diện cắt lành nó xuất hiện, nó mở ra những cái cơ hội phát triển thăng tiến. À, dù sẽ có nhiều cái việc phải làm hơn ở cái thời điểm này, nhưng cái tinh thần của các bạn luôn sẵn sàng chủ động nhận việc, à, chứ không hề trốn tránh và bản mệnh sẽ làm việc miệt mài bất kể thời gian để mà chuyên tâm đạt được những cái mục tiêu đã đề ra. À, trong cái tháng 7 âm lịch này, các bạn có phần là mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với cái thử thách để tìm cái cơ hội để thành công lớn hơn nữa. Rất may là cái vận khí đang ủng hộ những người tuổi thìn trong thời gian này. À, cho quý vị mưu cầu đại sự, các bạn cũng đang đi đúng đường, đúng hướng rồi đấy. À, bên cạnh đó, những người của tuổi thìn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều cái điều kiện để mà phát huy cái thế mạnh của mình. À, cũng như là gì? À, từ đó quý vị có thể là nhìn ra được nhiều cái cơ hội hơn để mà thăng tiến và những cái thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay đến cái đích trước mắt thì những người tuổi thìn lại càng thêm hăng say mà cống hiến các bạn đưa ra được nhiều cái ý tưởng và cái giải pháp hữu ích cho cái tập thể cái tài năng và cái địa vị nhờ đó mà lại được tăng thêm và được khẳng định thì ngoài ra cái tinh thần làm việc hăng hái những người tuổi thìn cũng sẽ rất gì À, là cầu tiến, ham học hỏi nên là cái khả năng chuyên môn và cái nghiệp vụ sẽ được tăng cường lên dần dần. Điều này cũng rất tốt cho cái chặng đường phát triển trong tương lai tiếp theo. Không những vậy, trong thời gian này thì cái vận quý nhân của những người tuổi thìn cũng khá là vượng. Cái cát tinh nó cao chiếu, đấy, nó cũng báo hiệu là à, có được cái sự nâng đỡ nhất định. Các mối quan hệ trong thời gian này ngày càng được hài hòa hơn. Dù làm bất cứ cái việc gì thì các bạn cũng có thể thoải mái phát huy cái tài năng và cái thực lực. Không bao giờ phải đơn độc trên cái hành trình trước mắt nữa. bởi vậy, nếu mà được ấp ủ cái kế hoạch hoặc là cái những cái dự định nào đó quan trọng, các bạn có thể tiến hành ngay trong thời gian này, bởi cái tỷ lệ thành công cũng khá là cao. kể cả khi mà các bạn chưa thu được cái kết quả ấy, thì các bạn cũng có thể có được rất nhiều cái kinh nghiệm cho những cái lần làm việc tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn lần trước. một cái lưu ý nhỏ trong thời gian này đó là à, nó có một vài cái hung tinh nó rình rập À, tuy nhiên cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng nhẹ, à, nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn thận, chắc chắn và khiêm tốn để không vướng vào cái chuyện thị phi nó quấy nhiễu. À, với những người làm kinh doanh buôn bán thì các bạn cũng sẽ nhận được cái khối lượng công việc cũng như là cái khối lượng đơn hàng cũng khá là khủng trong thời gian này, khiến cho các bạn không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi. À, với những người làm công ăn lương ấy, thì lúc này các bạn cũng đã đã được công nhận cái năng lực của mình, cái cơ hội thăng quan tiến chức cũng xuất hiện khá là rõ ràng. À các đồng nghiệp xung quanh thì cũng phải kính nể các bạn vài phần. Với những người làm công chức, viên chức, quan chức nhà nước ấy thì thời điểm này tinh thần của các bạn cũng sẽ thoải mái hơn trước, bớt cái tranh cãi với đồng nghiệp. Và thần tài cũng đã đến thành công. Đấy, và cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái phương diện của tiền bạc tài lộc trong thời gian này của những người tuổi Thìn cũng khá là khá là tốt. Đó. À, quý vị cũng ăn nên làm ra và thu hút được khá nhiều tiền của vậy thì cái phương diện tình duyên gia đạo của những người tuổi thìn trong cái thời gian này sẽ ra sao hạnh phúc hay là mệt mỏi đó à, thưa quý vị về mặt tình duyên ý, nói chung trong thời gian này sẽ là cái khoảng thời gian khá là hạnh phúc ngọt ngào đối với những người tuổi thìn khi mà cái nhân duyên nó tìm tới với những người độc thân thì đây là cái thời điểm lý tưởng để mà gì tiến triển yêu đương cưới hỏi à có cục diện tam hợp thìn thân nó là tam hợp nó thúc đẩy vậy nên cũng sẽ gì nó sẽ giúp cái đào hoa nó được khoe sắc rực rỡ đặc biệt có lợi với những người độc thân với cái sự xuất hiện của cái cục diện đào hoa nó cũng sẽ mang đến nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp nhiều cái đối tượng khác giới nhờ đó mà các bạn cũng sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn hơn à, nhưng mà đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt cái việc nhân duyên nó khá vượng nó cũng có thể khiến cho các bạn cảm thấy đau đầu và vì gì khó có thể lựa chọn thậm chí là ngày lắm mối tối thì lại nằm không vì thế những người tuổi thìn nên sớm đưa ra cái lựa chọn của mình, à, do dự sẽ khiến cái cơ hội nó bị mất đi. Đấy. À, bên cạnh đó, trong thời gian này các cặp đôi đang yêu thì tình cảm cũng sẽ mặn nồng hơn, gia đạo thì an yên, vợ chồng con cái thì không xảy ra những cái mâu thuẫn nào quá gai gắt. À, có chăng chỉ là cái chút xung đột nhẹ và nhanh chóng cũng sẽ được giải quyết một cách triệt để. À, một số cặp vợ chồng trong thời gian này cũng sẽ đón nhiều tin vui. Đó À, quan hệ giữa những người tuổi thìn với cha mẹ với những người lớn tuổi trong nhà cũng khá là hài hòa, không có cái gì phải bận tâm cả. Đó, đó là vận trình về về tình duyên gia đạo. Vậy thì sức khỏe của những người tuổi thìn trong tháng 7 âm lịch này sẽ ra sao? Nói chung cái thời điểm này không được nguyệt lệnh nó ủng hộ, vậy nên nó báo hiệu cái sức khỏe của những người tuổi thìn cũng có cái dấu hiệu nó bị sa sút rõ ràng. Một vài cái triệu chứng bất thường nó xuất hiện, nó cho thấy là các bạn cũng không nên tiếp tục chủ quan về cái sức khỏe cơ thể mình. Các bạn gì có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian vừa qua ấy, à, các bạn đã chủ quan bỏ bê chăm sóc cơ thể mình. À, công việc bận rộn khiến cho các bạn bị gì cuốn theo. À, ăn uống nghỉ ngơi cũng sẽ bị thất thường. Thì ngoài ra cái tháng này còn là cái tháng chịu ảnh hưởng từ cái hung tinh nữa. Vậy nên là quý vị cũng dễ bị thương tật nó đeo bám. Vì vậy mà làm gì thì làm, quý vị cũng cần phải tỉnh táo nhé. Như vậy là với những người tuổi thìn thì quý vị may mắn trong vận trình tình duyên này, công việc, sự nghiệp chỉ về lưu ý về sức khỏe trong tháng này thì được viên mãn hạnh phúc hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là hóa giải những thị phi xung sát, tăng cường thêm cái vận nhân duyên thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái tháng 7 âm lịch vượt hạn vượt khổ tiến đến cái thành công ấy mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, những người tuổi ngọ là con giáp thứ ba được trời thương cho lộc đổi vận phát tài giàu có trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn à, thưa quý vị À, những người tuổi ngọ là con giáp thứ ba được trời thương cho lộc đổi vận phát tài tương lai thì giàu có à, người ở chỗ cao đơn giản là vì họ xứng đáng họ đã không lựa chọn bỏ cuộc ở cái thời khắc vuôn vàn khó khăn chịu đựng áp lực mà vẫn bình tĩnh đối diện chứ không bỏ cuộc như người thường Đó à, đối diện với cái trách nhiệm mà những người bình thường ấy, thường phải lắc đầu ngao ngán lẩn tránh à, thưa quý vị những người tuổi ngọ thì luôn được đánh giá là con giáp thông minh mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. À, những người tuổi ngọ đối xử với mọi người bằng cái sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà gặp khó khăn. Nhìn chung với những người tuổi ngọ rất là phong độ, nho nhã, có hứng thú với nhiều cái lĩnh vực khác nhau à, như lịch sử, văn nghệ, kịch, hát, vũ đạo. Họ cũng rất thích nghiên cứu về triết học, nhân sinh. À, những cái ưu thế này có thể giúp cho họ rất nhiều trên cái con đường phát triển sự nghiệp. Những người tuổi Ngọ thì thường gì hết sức là tránh gây xung đột với những người khác bởi họ luôn có một cái cuộc sống bình an và yên ổn. À, nói chung ấy, không thích có bất cứ cái điều gì tranh chấp vô vị nào cả. Với bất kỳ ai, dù có bị kích uh, bác hay là chê bai thì họ cũng luôn cố gắng mà kiềm chế bản thân, giữ bình tĩnh chứ tuyệt đối không tranh chấp hay là cãi lộn với họ. Họ là những người mà rất là tôn trọng các giá trị truyền thống à, không bao giờ mạo hiểm trong bất cứ cái công việc gì và họ có thói quen là chỉ tích chữ phòng khi cơ hàn nên là à, chi tiêu cũng khá là tiết kiệm không bị hoang phí quá mức họ cũng rất là hăng hái nghĩa khí nếu như mà bạn nợ tiền ai đó và đến à, đến hạn phải trả nhưng mà tạm thời chưa mà có, có tiền để trả thì bạn có thể nhờ đến những người tuổi ngọ hỗ trợ mình và thường thì họ sẽ không từ chối giúp đỡ À, tuy nhiên ấy, các bạn cần phải nhớ rằng nếu mà đã vay tiền của những người tuổi ngọ ấy, thì phải nhớ trả đúng hẹn họ luôn ghi nhớ rõ ràng về cái khoản tiền mà mình đã cho vay cũng như là lãi suất cũng như là thời hạn đấy thời hạn trả tiền à, khi mà gặp phải những cái mâu thuẫn những cái xung đột trong cuộc sống thì họ cũng sẽ giữ cái căng thẳng bất an tuy nhiên ấy, chỉ cần bình tĩnh lại thì họ có thể giải quyết êm đẹp tất cả mọi chuyện à, điều này nó giải thích vì sao những người tuổi ngọ có thể xử lý tốt tất cả những khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình quý vị nhé vậy thì trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi ngọ sẽ ra sao cát thông thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thưa quý vị à, xét về phương diện sự nghiệp thì trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này cũng sẽ có không ít những cái thách thức trong công việc chờ đón những người tuổi ngọ nhưng mà trong đó cũng ẩn tàng những cái cơ hội để các bạn có thể tạo ra cái sự đột phá Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để mà đương đầu với sóng gió hay không mà thôi. À, sau đó thì mới có thể tận tận dụng được cái thời cơ, cái cơ hội. Nói chung cái thời gian này, những người tuổi ngọ cũng vấp phải cái cục diện là xung khắc, đúng không ạ? Ngọ hỏa, khắc, thân kim. Vậy nên trong thời gian này, à, những người tuổi ngọ cũng khó có thể phát huy được cái năng lực của mình khi mà gặp những cái cản trở nhất định trong cái quá trình làm việc. À, các bạn, những tưởng mọi chuyện nằm trong cái tầm kiểm soát của mình, nhưng mà khi thực hiện ấy lại gì phát sinh ra những cái hậu quả và nó không đơn giản như mình nghĩ. Có nhiều cái thời điểm những người tuổi ngọ trở nên hoang mang vì những cái cơ hội bày ra trước mắt nhưng mà đi kèm với nó là cái sự mạo hiểm và những cái thách thức. Các bạn còn phải thường xuyên dè chừng những cái ánh mắt dòm ngó và soi xét từ đối thủ. Cái tâm lý khá là căng thẳng, rất may là trong cái thời gian này thì lại còn sự xuất hiện của rất nhiều cái cắt tinh À, nó cũng sẽ mang đến cho quý vị đến cái sự cắt lợi và giúp cho những người tuổi ngọ giành lại cái thế chủ động à, sau những cái bỡ ngỡ ban đầu thì những người tuổi ngọ cũng lấy lại được cái nhịp độ khá nhanh đấy cũng là cái lúc mà những người tuổi ngọ có thể tự xoay chuyển cái vận mệnh của mình trong tháng chỉ cần bản mệnh giữ bình tĩnh biết được cái thế mạnh của mình là ở đâu và phát huy cái thế mạnh đó như thế nào để đạt được cái mục tiêu thì chắc chắn sẽ tìm ra cái hướng đi phù hợp đón đầu cái thành công. Dù hiện tại còn khó khăn, chắc trở nhưng mà khi mà mọi việc Chưa qua một cách ổn thỏa thì các bạn cũng sẽ có được cái thành công nhất định. À, dù hiện tại có khó khăn, ngăn trở như thế nào đi chăng nữa, rồi mọi thứ cũng sẽ sẽ ổn thôi. Những người tuổi ngọ nhé. Vậy nên quý vị hãy dành thời gian để mà học hỏi thêm nhiều những cái điều đấy, và để dần cải thiện cái chất lượng công việc của mình. Bên cạnh đó. Một vài cái cutting nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng mang lại cái tin vui tích cực, mang lại cho những cơ hội thăng tiến đối với những người tuổi ngọ. Quý nhân cũng sẽ à, giúp cho những người tuổi ngọ có thể chủ động hơn, đó. Quý vị hãy lưu ý để không lỡ mất cái thời cơ và không lỡ mất quý nhân ấy. À, thì quý vị cũng cần phải là gì? nắm bắt cái cơ hội một cách chuẩn xác. Nhìn chung ấy, cái vận trình trong cái tháng 7 âm lịch này thì trước là nghịch, sau thì thuận, đó. Đầu tháng thì gặp khó khăn Đấy. Nhưng mà về càng về cuối tháng thì mọi chuyện lại càng trở nên à, có cái xu hướng tốt đẹp hơn với những người tuổi ngọ. Nhờ vậy mà họ có thể đạt được cái điều mong muốn. À, tất cả cũng nhờ vào cái sự nỗ lực của chính bản thân mình. À, đó, đó là cái vận trình của những người tuổi ngọ trước xấu sau tốt. Đó. Vậy thì cái phương diện tình duyên gia đạo của những người tuổi ngọ trong thời gian này có gặp những cái trắc trở gì không? Đó. À, thưa quý vị, nói chung trong thời gian này những người tuổi ngọ được cái cát tinh nó cao chiếu nó dẫn đường chỉ lối vậy nên là cái nhân duyên của những người tuổi ngọ với những người khác giới trong thời gian này cũng sẽ gì hứa hẹn có nhiều cái tiến triển tích cực đặc biệt trong thời gian này cái đào hoa nó chiếu mệnh nó cũng sẽ mang lại cho những người tuổi ngọ à, cái vận may về đào hoa hơn à, các bạn có thể dễ dàng thu hút được những cái ánh nhìn của những người khác giới với những cái đặc điểm nổi bật cả về ngoại hình lẫn tính cách của mình tuy nhiên à, để tình cảm được thăng hoa thì bản mệnh vẫn cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và cũng phải lưu ý không nên có suy nghĩ là đứng núi này trông núi nọ hay là gì vội vã quá mức à, những người đã lập gia đình trong thời gian này lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới bởi cái tháng này có thể là có nhiều cái mối quan hệ sẵn sàng khó từ chối được à, nếu mà là liên quan đến công việc thì tốt nhất là quý vị nên giữ đúng nguyên tắc và phân rạch rõ ràng ngay từ đầu để tránh gây ra những hiểu lầm quý vị nhé đó à, bên cạnh đó thì cái vận trình sức khỏe trong thời gian này của những người tuổi ngọ ấy, thì quý vị chỉ cần lưu ý duy nhất là ăn uống một cách kho khoa học sinh hoạt điều độ và à, quý vị cũng sẽ không gặp phải cái bất lợi nào trong thời gian này thì ngoài ra công việc bận rộn cũng sẽ khiến cho quý vị dễ rơi vào cái tình trạng là lao lực buồn bã vất vả và khi gặp cái tình trạng sở chết hay là áp lực công việc quá lớn ấy, thì quý vị cũng cần phải tìm cách giải tỏa À, thay vì để dồn nén quá lâu à, bên cạnh đó quý vị cũng có thể bổ sung thêm cái sức khỏe cho mình bằng các chất dinh dưỡng tốt đấy như là thuốc bổ hoặc là những dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe đó à, tuy nhiên quý vị cũng không được lạm dụng nhé cần phải có sự tư vấn của bác sĩ à, bên cạnh đó thì quý vị cũng nên là gì một cách đơn giản nhất là rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao cái sức khỏe của mình đó Đó là con giáp may mắn thứ ba à, thưa quý vị và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ ba à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp bứt phá tháng cô hồn đấy tránh xa được tà ma quỷ ám và tiến đến cái thành công rực rỡ đó và đó chính là ba con giáp sau một là tuổi tỵ hai tuổi thìn ba tuổi ngọ đây là ba con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh dễ à, đạt được cái sự giàu sang phú quý trong cái tháng cô hồn này à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn